Hồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một món nữa là thịt nướng lá chuối với cách ướp thịt mềm, ngon, không bị khô. Mình nướng bằng lá chuối, thịt vàng đều đẹp, rất thấm gia vị, thơm và hấp dẫn lắm luôn các bạn. Với cách làm cũng rất là dễ và đơn giản tại nhà, ai cũng có thể làm được hết. Thì món này mình có thể dùng ăn bún, nè, bánh mì hoặc là dùng để ăn cơm, cũng rất là tuyệt vời. Thì bây giờ cách làm như thế nào, mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Thì thành phần nguyên liệu của mình chuẩn bị gồm có như sau nè. Mình có mua 1 kg thịt nạc dăm á các bạn. Mình mua 1 kg miếng lớn như vậy. Mình đã sơ chế với lại muối để ráo nước rồi đó. Để lát nữa mình đem đi cắt nhỏ rồi mình tẩm ướp nha. Mình có chuẩn bị thêm là trái thơm nè. Mình cắt một đoạn khúc góc dưới khoảng chừng 100g để đây. Thêm là khoảng 1 kg củ tỏi lớn mình lột vỏ được nhiêu đây. Hành tím thì mình chuẩn bị khoảng chừng 10 củ như vậy. Thêm ít kia rượu trắng, rượu gạo các bạn, mình để đến lát nữa mình tẩm ướp và nấu cho nó thơm. Cơ bản cho cái món thịt nướng của mình chuẩn bị đã xong. Bây giờ cách thức thực hiện chi tiết như thế nào, mình xin mời các bạn theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng thịt ra nè, để mình lặn bỏ bớt cái phần mỡ. Nếu các bạn có thể thì để lại sử dụng cũng được. Thì mình sẽ lặn bỏ bớt đi để khi mình nướng chứ không có bị cháy nhiều. Sau đó mình sẽ cắt cái miếng thịt này ra làm tương nha. Với cái miếng thịt thì nó cũng lớn, dày nên cho nên mình cắt mỏng ra, cắt nhỏ như vậy nè. Đó, cắt nhỏ với cái độ dài với đường kính khoảng 5 đến 6 cm như vậy là được. Mình sẽ cắt hết cái miếng thịt này ra như vậy luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ đem thịt ra cắt lát mỏng với cái độ dày khoảng chừng 0,5 cm nha các bạn. Mình cắt mỏng như vậy để khi mình nướng miếng thịt được nhanh chín và được mềm. Thì khi mình lựa mua thịt để mình nướng, có thể mình sử dụng cái thịt nạc dăm như vậy nè. Mua về rồi khi mình nướng cho được ngon hơn nha. Đó, mình cắt mỏng như vậy là được. Đó, thịt phía bên trong nó có cái lớp gân mỡ xen kẽ, rất là ngon luôn nha các bạn. Thì cứ như vậy mình sẽ cắt hết cái phần thịt luôn nha. Hành tím nè, chừng 10 củ mình đem cắt lát mỏng cho vô cái cối luôn. Với thêm cái tỏi lúc nãy có chuẩn bị nhiều cho hết vô. Cái thơm lúc nãy khoảng chừng 100g cắt nhỏ cho vô để mình xay luôn nha các bạn. Mình sẽ xay nhuyễn hỗn hợp này lên. Các bạn có thể mình băm hoặc là mình giã nhuyễn cũng được. Nhưng mình xay như vậy cho nhanh rồi kia mình cho vô cái túi để mình lọc lấy nước. Rượu trắng nè, mình sẽ cho vô đây chừng 3 muỗng canh để mình tráng cái cối. Tráng xong cái mình cho vô cái túi này để mình vắt mà lấy nước. Mình sẽ vắt lấy nước để mình làm cái hỗn hợp nước sốt ướp thịt luôn nha các bạn. Vắt thật mạnh tay cho ra luôn nè. Cái hỗn hợp rượu nè, thơm nè, hành nè, tỏi nè, mình giã nhuyễn xay nhuyễn rồi đó. Cái mình đem vô đây thêm là 3 muỗng canh nước mắm. Hạt nêm nè, mình đem vô khoảng chừng 1 muỗng cà phê đầy. Thêm cái dầu hào với lượng dầu hào khoảng chừng 2 muỗng canh nha. Mật ong nè, 1 muỗng canh luôn. Sữa đặc nè, mình cho 1 muỗng canh đầy. Mình sẽ ướp sữa như vậy khi mình nướng lên nó khiến miếng thịt nó được có cái độ béo cho được ngon. Mình sẽ nêm đây là tiêu nè, 1 nửa muỗng canh luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Thì với cái lượng nước sốt như vậy á, có cái trái thơm nè, mình có sữa nè, có dầu hào nè, mình làm như vậy để khi mình ướp lên á, miếng thịt nó được thấm, béo, mềm, ngon. Như vậy là được rồi, khi mình cho vô để mình tẩm ướp luôn. Cho hết cái phần sốt vô tướng thịt luôn nè. Mình sẽ nêm vô đây thêm là 1 muỗng cà phê màu hạt điều để tạo cho có cái độ màu đẹp. Nêm vô đây thêm là cái dầu tỏi hành phi á, chừng 2 muỗng canh, bột ngũ vị hương 1/3 muỗng nè. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Thì với cách pha nước sốt như vậy đó, có cái thành phần là cái quả thơm nè, thêm cái sữa đặc vô chút xíu thôi, nhưng mà giúp cái miếng thịt của mình nó được mềm, thơm và được béo ngon lắm luôn á. Mình sẽ trộn đều như vậy khoảng chừng 1 đến 2 phút nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho vô trong cái túi ni lông nè. Mình sẽ cho hết cái phần thịt cho trong túi để mình cho vô tủ lạnh á. Mình ướp khoảng chừng 1 đến 2 giờ hoặc là lâu hơn, hoặc là mình để qua đêm cũng được nha. Lúc này cái phần thịt mình đã ướp trong tủ lạnh khoảng chừng 2 giờ rồi đó các bạn. Mình lấy ra nha. Mình sẽ cho lên cái lá chuối như vậy nè để mình nướng nha. Với cái lá chuối mình cũng đã rửa rồi, sau đó mình lau ráo khô rồi đó. Mình sẽ cho thịt lên để mình lót như vậy.
mình sẽ phủ một lớp lá chuối lên cái mặt này như thế này, rồi mình kẹp lại đem đi nướng nha. Mình canh cái bếp than không cháy lớn quá nha các bạn, đem lên mình nướng nè. Thỉnh thoảng thì mình nướng khoảng chừng 1 đến 2 phút mình trở qua trở lại nha, canh trở cho đều chứ không một bên là nó bị cháy nha các bạn. Khi mình gói lá chuối như vậy, mình nướng cảm thấy bên trong nước sôi rất là hấp dẫn. Cũng đã gần chín rồi đó, mình cứ trở nha. Mình nhớ là canh lửa vừa không lớn quá như vậy nè, trở qua trở lại nha. Cứ 1 đến 2 phút thì mình trở. Lúc này cái miếng thịt mà mình nướng nghe mùi rất là thơm luôn các bạn. Mình trở nha. Thì lúc này thịt nó cũng đã gần chín, khoảng chừng 30 giây đến 1 phút thì mình trở một lần, canh chỉnh lửa cho đều. Mình nhìn thấy lúc này nè, cái lá chuối cũng đã cháy vàng như vậy là được, thịt cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình dọn ra nha. Cái mùi hương thơm rất là tuyệt luôn các bạn, đặc biệt là cái mùi gia vị kết hợp với lại cái mùi lá chuối á, mùi thịt rất là thơm luôn. Thì mình cũng đã nướng xong rồi đó, bây giờ mình sẽ dọn ra. Với cái món này thì làm nó cũng nhanh đơn giản tại nhà, nếu có dịp thì các bạn hãy làm thử nha. Rồi thì cái món ăn của mình cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng với lại bún tươi nè, rau sống, rau thơm mình đã dọn sẵn rồi đó. Bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên cho các bạn coi cái miếng thịt nè. Cái miếng thịt đó bên ngoài vàng đẹp, còn phía bên trong cảm nhận nó mềm nha, nó không bị khô nha các bạn. Để mình ăn thử coi nó sao nha. Mình cho ra chén, mình ăn kèm với lại bún nè, rau sống nè, có thêm nước mắm chua ngọt nữa nè, chan lên để mình ăn kèm với bún hoặc là mình ăn bánh tráng cuốn cũng được các bạn. Bây giờ xin mời các bạn nha, để mình ăn coi thử nó sao nè. Thì cái miếng thịt nướng á, mình ăn cảm nhận rất là mềm ngon, kết hợp với lại nước mắm chua ngọt, ăn kèm với lại bún tươi, rau thơm, rau sống, xoài xanh, kết hợp lại với nhau, cảm nhận rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Món này thì mình có thể dùng với lại bánh tráng cũng ngon.